Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang trên đường Ngô Thị Thu Minh nha các bạn. Địa chỉ là số 35 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình. Thì hôm nay mình đi ngang đây mình thấy có cái quầy xôi mé mình đối diện sau lưng mình các bạn, rất đông khách luôn. Nên quyết định vào đây mình làm video chia sẻ cho các bạn xem. Thì giờ chúng ta cùng vào trong nha các bạn. Đó, đây là trên đường Ngô Thị Thu Minh nè các bạn. Ở trong này là chợ nè. Rồi chúng ta cùng qua đường nhé. Đó, khách rất là đông luôn. Wow. Các bạn. Đây là xôi lá sen nha các bạn. Bên này là xôi, cái này là xôi bắp hả cô? Dạ. Khách rất là đông luôn các bạn. Ở bên này có chả nè. Bên đó là xôi bắp rồi xôi đậu, nhưng đậu xanh luôn các bạn. Thường thì mình thấy xôi lá chuối có nhiều loại xôi lắm các bạn, nhưng hôm nay đặc biệt. Dạ. Chú vừa bán chú vừa vui lắm các bạn. À cái này là đậu xanh hả chị? Xôi nếp và xôi bắp nhưng là đậu xanh nha các bạn. Hành phi, trà bông, chả. Cái này là bao nhiêu một gói vậy chị? 20.000 nha các bạn. Dạ dạ. Chị ơi cho em hỏi là mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ ạ? À 6 giờ rưỡi sáng là bán sớm nha các bạn. À, hết sớm nghỉ sớm luôn. Dạ. À, nhìn rất hấp dẫn các bạn. Đây rất là đặc biệt luôn. À bên này có một cái loại xôi gì mà màu xanh xanh bên này nè các bạn. Mình có đây cho các bạn xem nè. À. Cắt thìa đâu chị ạ? Đây nè các bạn. Lúc nào khách cũng đông tấp nập vậy luôn các bạn. Dạ bác lấy chả thôi. Xin lỗi để bác chảo. Đây xin lỗi một bố mà. Hai chả đi anh. Hai miếng. một bắp ngò. Một cốm nha, một cốm. Em một cốm một bắp. Bạn vai ăn gì nhỉ? Cốm ạ. Không bao nhiêu ạ? 12 à? Một gói cho em. Dạ vâng ạ. Gói ạ. Đang bắp một bắp. Người thật. Cái gói từ bắp gì vậy chị? Của bạn này. 12.000 một gói các bạn. Tùy theo loại. Nhưng mà mình thấy nãy giờ thấp nhất là 12.000. Rồi các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm nha các bạn. Của em lấy ngọt nha anh. Ngọt à? Ăn ngọt à? 20.000 của anh này, ăn một bắp một kéo 25.000. Một béo này. Đợi mình một cái đợi. Em là người ở đâu? Dạ miền Tây ạ. Bác hai gói ạ. Dạ. Anh ăn gì ạ? Tôi bác ăn. Bọn nó bảo tay xấu như kia mà bóc xôi. Bên này khu hỏi em này, bây giờ ta khu này lên này. Thế mà bắt đầu hôm nay nó nhờ mua trứng gói đó. Đưa ta khu này xinh này. 9 xéo một lắm. 9 xéo một lắm à? Xéo ha, chéo cái gì? Xéo. À xéo à? Xéo kìa, xéo tất cả. Ôi dồi ôi, xương này. Cái đó là xôi cớm đó các bạn. Cái cậu đẹp trai kia đâu rồi? Cậu đẹp trai đi lấy vợ. Đẹp trai đi lấy vợ chứ. Nó nuôi. Con vai là bây giờ con vai đẹp vai là cái nó nuôi. Thằng này chứ kỹ nữa nè. Thằng bà già đâu. Bố nó đẹp như này thì bố ngồi đây không khen à? Bố nó chẳng khen được cái chúng đó. Đúng rồi. Ngày xưa bà cũng xinh đi chứ, chứ không bà có đến lỗi đâu. Ngày xưa là hoa hậu. À, chị gái mua 9 phần luôn các bạn. Mua này quảng cáo đấy. Chẳng gần được bằng tên mà quảng cáo này không cần quảng cáo. Một bác, một bác. Tôi cả chợ cả bán 2, đã biết mặt tôi cả Sài Gòn, đã biết mặt tôi. Đây là mua quận 5 đó. Mà quận 5 tôi quận 10. À, mua về quận 5 hả chị? Từ quận 5 chạy qua quận Tân Bình. À. Hồi xưa là mua cho nó ăn, bây giờ nó bảo lâu lắm mà không mua. quay cô này không phải đưa lên TikTok không sao. Dạ. Cô quận 5 cô sang gần đây cô mua. Dạ. VR thì không sao. Của cậu thanh niên gì cả. Một gói của nó. Anh xin lỗi. Đó này các bạn. Rất là đẹp mắt luôn các bạn. Rồi xéo là gồm có xôi nè, đậu xanh nè, rồi hành phi, rồi trà bông các bạn, rồi trà chiên. Nghề nghiệp. Nhẹ tay một cái là mình phải cân kiểu đi luôn. Mày quay cho tao, cô lại lên đi cô. Dạ. Đây, chị gái ở quận 5 chạy qua mua về quận 5 các bạn. Mua 9 phần rồi xôi xéo. Bà cứ thích lên vô tuyến ngày nào bà ra đây tôi cho ngày nào bà lên. Ai xéo một bắp ăn đập super luôn. 4 bắp 2 xéo. Ở đây các bạn, mình có mua 2 gói, một gói xôi bắp và một gói xôi xéo. Thì nói chung là mình người miền Tây các bạn, mình cũng không có, mình chưa bao giờ mình ăn được cái mình chưa bao giờ nghe và chưa bao giờ trải nghiệm thử cái món xôi xéo đó các bạn. Thế nên giờ mình thử mình trải nghiệm nha. Đó, các bạn nhìn xem nè. Đầu tiên các bạn thấy hấp dẫn chưa? Rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, nguyên một lá sen màu xanh rất là bắt mắt luôn. Đó, bên trong đó là xôi nếp mình không nói rồi nha. Đó. Cái này là đậu xanh nè các bạn. Đậu xanh. Đó, còn bên này là gà xé, kiểu như trà bông mà gà xé các bạn. Đây bên này nguyên một cục chả luôn. Đó, còn hành phi. Thì bây giờ mình thử mình trải nghiệm nha các bạn. Sáng sớm luôn, giờ này còn mới có 7 giờ mấy, 7 giờ rưỡi sáng rồi các bạn. Sẵn mình ăn sáng luôn hôm nay gầm. Ủa, hôm nay là 13 nhầm. Nói chung là mình thấy là xôi, mình mới chỉ ăn một phần xôi và đậu xanh đó các bạn. Rất là thơm, rất là ngon nha các bạn. Giờ mình thử một miếng. Cái này là trà bông gà. Nó cho xôi, nó dính, nó bám nó nhiều các bạn, nên là hơi khó xíu. À, đó, quất nguyên cục luôn. Ngon các bạn. Chả này ăn rất là ngon luôn. Dai, ngon. Ăn cái này là nói tới chiều luôn các bạn. Phải cho nó lâu lắm. Bán chỗ của chú bán là số 35 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, quận Tân Bình. Bán từ 6 giờ rưỡi sáng cho tới hết nha các bạn. Hết sớm nghỉ sớm. Xôi ngọt thì là 12.000 một phần. Còn riêng xôi xéo này là do có trà bông và chả các bạn, thì là sẽ là 20.000 một phần nha các bạn. Chú bán chú rất là dễ thương, rất vui vẻ các bạn. Cái này mấy anh chị em văn phòng đi làm á, ghé ngang mua một gói xôi về ăn, thì ăn sáng rất là tiện các bạn. Chú làm rất là lẹ, một lần có thể chú làm mười mấy gói con là luôn. Cái chả này rất là ngon. Nãy mình biết vậy mình mua thêm mấy cục nữa ăn cho đã các bạn. Không dám gắn hết. Rất là thơm luôn. Ngon bả cháy các bạn. Các bạn nha em nào. Ở đây là công viên Hoàng Nhân Thổ nha các bạn. Đó, đối diện bên đây là công ty Tây Nam. Còn cái này là bà con đang đi làm tắm nằm luôn. Tại buổi sáng sớm các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ cố gắng ra nhiều cái video ẩm thực đường phố hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình chiến nửa gói xôi còn lại đây.